nhưng mà quật mạnh giỏi của nhâm giới nhâm nhảy nhâm tao dậy mà chính rồi ngon bông dân quật thở quật hứng niềm tới hàng sao mà quật mà tao dậy vậy xong bây tao bông bông quật chui quật nơi chui vậy quật còn chỉ chui rong quật đây mình tay còn mình mệt chưa tao nghe mình tay còn vậy rút chân quạt chom bị còi dạng pin đầm hơn tay mà đòn hay run tàu bốc lan ép hạt và to tít hay còi bị cắt hết nít chia và sa hở phun sợi để quạt bàn rìa bò bò phun là phải mất tu tiền hàng chân ไอ้คนเฮาไอ้คนมันใหญ่มวยคนให้หาลายขี้มเอาใหญ่มวยใหญ่ขี้มเอากําลังใหญ่เด้ให้ได้บ่ยังใหญ่ยืนแนกแนกได้โรงครูจังนี้เด้ยังยืนจังนี้จังได้ยังถ่าโลตอนแอร์ชกตอนแอร์ใหญ่มวยกําลังใหญ่ให้ใหญ่มวยก็แบงเต็งรองจังบ่าวๆยังแมวด้วยก็ปูปูบ่องๆสมัครตะกะจะกดบ่าวเสียกดเด้จังใหญ่กําลังใหญ่มวยกดเด้เบิ่งเบิ่งสุขผลยังขอไอ้แต่กดถอยเข้าแบบนั้นก็เอาตัวเข้าใส่เรื่องการบ่าวๆก่อนให้ก็มึงใส่ประตูเลยยืนแทนเ
ខាងមានជ័យក៏ដូចជាខាងអន្តរាគមន៍មិនមែនគាត់ចូលកំហឹងអំពើហិង្សាយកមកដោះស្រាយហើយទាំងសង្វឹងទៀតបាទអើគួរយើងស្វែងគួយស្វែងគួយបាទចង់ទៅគាត់ស្វែងគួយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តអានេះជាភាសាខាងបងស្រីទេហើយគាត់បានរៀបរាប់មកប្រាប់មកកាន់អង្គភាពនៃសាព័ត៌មានTV Facebook បន្ទោះបីយ៉ាងណាដោយបាទសមាជិកយើងបានមកដល់ហើយគោលដៅកន្លែងកើតហេតុបាទមកច្រើនអ្នកបងប្អូ
bà đó con lục bù bà này còn thì ở chả bật chả bà hay à lần này smart cách lục ban trong mà đó cô đã lại cả hai thay bằng cô là primer đại sa nhóm đại sa phong biến từ đại màu cầu hình chăng dương bộ là phong biến đại sa mạnh mẽ như bảo smart cách khăn biến chế có đôi chia bằng ôn chia phù hợp dương có đặt hạt pran đặt tam đòi plu lười chỉ chăm plu học tập mạnh này hay có miền ca chơi bà vay nhẹ bà mình đã tu khát trâu hay quạt khang mà cha rút chân nó quạt dây xuôi tê quạt thả quạt mình tia sầm nòng ấy xong tại mà chú chui rút chân này quạt xong rôm được quạt bàn miền bờ sát nước nông ca lai rồi bảo hỏi con ca nghi dịch nhom hay bà hay chăng bạc bó xong bằng ca nữa mà đây con giặt từng học nia hay lời đấy rút chân mà cục bà hay mà chẳng may đấy là buồn bà lấy tụ bay giang na cái nhom bà bà cho mấy như là miền rô bà bà lên vậy đấy bà ở côn bà à lấy dương khang phía kia nước quạt rung chạm khang chiên còn mau quanh bà chẳng ớt chẳng ớt miên chọn rồi ông bơ hăng xa ý ớt miên tiên là còn là lưu sô ta nè hát pran còn dây tiên nó bà ớt côn bà ní bà xa bà hò mặt cách chùm ni lục bàn cho mặt đó ai tu bây giang nà cái đó dương bạc bò và cả nơi smart đầy prong giác bài bàn cụ chi viên ngầm ơi chuông nó hát ca bài mì cát lang hay dương bạc bò xô mê ta còn tu tiên rư trương sở văn xong bạc bò từ tu tiên cái nông tụm nô từ tu khó trâu bà anh đi sầm nang hay còn đại đông ca khôi khát tại rốt chân tê bà bằng phôn ở prey mất hay lâu ní cười tha smart cách lục bàn mà đó cô đã lại ca hát tại lục còn phong tại ơi phía khi mà cha rốt chân hai lần đến còn phong là hai ở chiêng bà đầm bay mà sắc xa rốt chân chẳng phi cương luôn thằng một nâng cao tầm lại của man đầm bay đặc dài thế này bà hay là smart cách lục thuê ca cúc viết bà tranh ở hai bom pháo nổ bay mất đời do rút dân tiếng bay kêu đi do một đại cho khang ngay đầm bay của mọi miền ca có xe sẽ đã cho tàu bom pháo mình chia bộ đoàn dương đại lục cầm cung đại thuê đầm ná ta mà nói là càng lớn đi hơi đi chỉ cần này kêu thân nặng sẽ đã cho chân hay dương bậc cao nữa mà đây trong một giai đoạn học nền này mà viết bà mà viết bằng phổ là phải mất bà bằng phổ là phải mất bà viết bà rút chân mà viết bà ấy rút chân quá rong ca khôi khát này khẳng cõi này chom tay mà đo bằng phổ là phải mất hay này khẳng mục tiết bằng phổ bà đời xa rút chân quá run tới bà tóc bốc chỉ môi nâng rút chân sĩ tâm nếp e phát mà đã là phong tiết bằng phổ phải mất bà cứ mà viết này cứ đồng ca khôi khát và phong này khẳng mốc còn đôi chưa khẳng khói hay tập 3 chỉ mùi nâng rụt dân ở sử dụng nơi bà phát đi mà cường tiết bà bóng phô nợ bây mất và nếu chưa cả này cổ thân nạc trả cho hay là nít mặt cách lục bàn chìm niên lục cổ phong đẹp vừa cũng nọt hết và nó cô đã lại cắt hết cả này cổ thân nạc trả cho khẳng lớn đi hay dường khơi nhé nít chưa cả này cổ thân nạc trả cho mà ọc côn ná bây mất tù tên này cái chân đại lục bàn chùm nay ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលធ្វើការទស្សនានិងការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមការងារសាព័រមានធីវីវេសប៊ុករាល់កំហុសកស្គងដោយការពិភាក្សាសម្ដីត្រង់ប្រការណាមួយមិនសមរម្យក្នុងពេលធ្វើសម្ដីរីការនិងជម្រាបជូននៅខេត្តការកណៃគ្រោះណាចរាចរណ៍ខាងលើនេះសូមសម្ដេចឯកឧត្តមលោកទាវលោកលោកស្រីប្រិមិត្តសាព័រមានធីវីវេសប៊ុកមេតាខន្តីនិងអភិទោសដល់យើងខ្ញុំផងនិងសូមលំអរកាយគោរពជូនពរសម្ដេចនិងឯកឧត្តម លោកទាវលោកលោកស្រីប្រិមិត្តសូមបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពលទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀងទៀតឡើយហើយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបាទ